Hello cả nhà. Chào cả nhà. Thì hôm nay ba anh em nhiều sẽ làm một clip tiếp theo nha cả nhà. Hôm nay ba anh em nhiều có mua một cái số mực nhỏ nhỏ nha cả nhà. Đây, mực đây cả nhà. Mình cũng mới đi chợ mua được thôi cả nhà ơi. Cho cả này không có điều kiện ra đồng được cả nhà ơi. Bận công chuyện quá. Thì hôm nay ba anh em nhiều sẽ giới thiệu cả nhà cái món mực này là mực nướng chui nha cả nhà. Ai út mà. Giờ cả nhà. Cái gì nghe. Cá nướng chui mà chưa nghe mực nướng chui cả nhà. Nào giờ cả nhà sẽ nghe cái món mực nướng chui này là lần đầu hả cả nhà. Tại vì xưa giờ chỉ là nướng này nướng nọ nướng dĩ không à. Giờ còn hôm nay ba anh em mình sẽ chế biến cái món mực nướng chui. Cả nhà xem coi anh em mình lần đầu nướng cái món mực này có thành công không nha cả nhà. Cả nhà đón xem hết clip coi có thú vị không nha cả nhà. Mời cả nhà cùng với ba anh em mình mà nướng cái món mực nha cả nhà. Thì song song với cái món mực đó là mình anh em mình có mấy cái món dụng cụ này theo nha. Đây là lon nước ngọt nha cả nhà. Phải có cái món này nữa mới thành công được cả nhà ơi. Mời cả nhà chế biến với anh em mình nha. Đây là nước ớt ở nhà mình đã pha chế sẵn cả nhà. Này anh em mình đem ra ruộng cả nhà, anh em mình làm cả nhà ơi. Nước ớt đặc chế. Đó là mấy cái lon. Còn hết trường đi. Hết trường luôn. Mặn không nghe có niêm vô ta hay mặn ăn hồ mặn đi á. Đồ sao bóp đó. Em bữa nay nó làm được cái món mà trộn trộn rồi cả nhà ơi. Bữa nay nó biết bóp rồi cả nhà ơi. Nó không biết bóp. Bóp dữ hết, nhiệt tình dữ. Trời. Mình bóp nó gì nghe cả nhà, mình kho bóp nó gì mình để một hồi lâu khoảng chừng 10 phút. Nó thấm vô mình hay để vô mình nướng cả nhà, chắc này mình đi đốt lửa cả nhà ơi. Này chịu gấu. Chịu gấu. Thử. Thử thôi ăn luôn. Ai hút mà. Thấy có vừa ăn chưa? Thấy gì nè. Được luôn. Nướng chừng 10 phút, 15 phút đi rồi mình đốt lửa đi, nó thấm rồi mình để vô hộp lon mình nướng. Đi. Đốt lửa. Để vô đây mình nướng cả nhà ơi. Giờ mình nhét mực vô hộp lon này để mình nướng chui thôi. Ta sinh mẹ đẻ giờ mới ăn món này lần đầu cả nhà. Nướng gì nướng cái nướng chui. Không biết làm món này ăn được hay không nữa mà tắt này. Ấy giờ chưa có thấy ai làm món này chưa. Thôi mình làm 5 năm cái được rồi. 5 hay 6. Thì nhét cái nào hết lon thôi. Ngọt quá. Làm 5 cái được rồi mấy ông nội. Ừ, 5 lon. Họ có dành lộn rồi chơi 5 lon, 3 người dành lộn rồi chơi. Mình để mực vô rồi cả nhà, giờ này mình chuẩn bị mình vô cái bếp lò nướng nha cả nhà. Mấy cái lon mình được 5 lon cả nhà ơi. Bạn đầu tiên ăn mực nướng chui. Để vô đây mình liền nó 7-7-4-9 ngày lấy ra. Ai hút gì mà. Mưa luôn rồi cả nhà ơi. Mưa gầm gầm luôn rồi. Bữa nay trời không tốt nữa rồi cả nhà ơi. Hay là trời mưa. Bữa nào ra ruộng cũng gặp cảnh này chứ. Giữa tháng mưa. Đang nướng mà gặp trời mưa luôn. Để mình lẹ nó bị mất qua cái đó. Cái nhà có con phim đầu tiên ăn rồi nhà biết liền 7-7-4-9 ngày đem ra không? Quay chiếu ở trên nhà chiếu xuống vậy nè, vậy nhìn sao rõ. Yêu. Mực nướng chui nha cả nhà. Nướng chui kiểu này là kiểu anh em mình tự chế nha cả nhà. Không biết nướng ăn được không nữa nha cả nhà. Lần đầu tiên anh em mình nướng mực kiểu này cả nhà ơi.
chắc hẳn cả nhà giống giống anh em mình luôn không cả nhà, mực nướng lần đầu tiên nướng chui. Thăm thăm có chín cả nhà, giờ lâu rồi cả nhà ơi. Canh rồi. Gớt cẩu rồi. Anh vợ nắp xuân ra. Wow. Wow. Ồ vàng nè cả nhà. Ồ cả nhà thấy rõ cả nhà. Thấy cái sôi lên không? Lên qua góc mỗi khối nè. Thấy chưa cả nhà? Đó. Gắp gắp luôn hay gì? Gắp luôn này chín rồi đó. Gắp luôn hay gì? Rồi gắp luôn đi, chín rồi. Chín rồi cả nhà ơi. Ai mà gắp sót lon nữa nhịn. Này gắp được đó ta. Có lý ha, làm có lý ha. Này gắp được, hồi cho nó ăn nhiều quá. Đặt, đặt. Thơm dữ hả? Thơm lắm. Thơm dế dẹ luôn á. Thơm lắm. Mày mày ăn luôn đó tí ơi, hai tao tí ăn luôn mình đi. Á da trời. Thế là lúm dân á. Ai ai nóng? Ai ăn vô chưa? Chung cái này nó nóng quá rồi, cả nhà nướng là đừng để cho em lại gần nha cả nhà. Phỏng sẽ dễ bị phỏng cả nhà ơi. Mấy anh em mình lớn còn bị phỏng luôn không xuống nữa cả nhà ơi. Xong cả nhà ơi. Ô đi. Đây lại chuẩn bị ăn cả nhà. Đi lại đằng kia cả nhà. Chuẩn bị thưởng thức. Chín cả nhà ơi. Tới giờ thưởng thức rồi cả nhà, còn gì. Nè cả nhà. Đó, quá vàng. Vàng. Cả nhà thấy không? Hết biết nó ngon cả nhà, nhìn nè. Nướng mà nó gì cả nhà. Để cho nó vô tắm muối ớt miếng cả nhà, cho nó lăn lộn trong đây rồi. Muối ớt. Hôm nay ăn được muối ớt với mới cả salad cả nhà ơi. Mời cả nhà nha. Nước nó chua kìa. Con rồi. Thơm không? Thơm. Nước này cái chắc nó cộm mà. Nhưng đắng, nhưng đắng, nhưng đắng không? Nó mới ra ngoài được. Nó ngon, nó thơm mà nó giòn quá cả nhà. Tí dùng đi em. Thấm vị đúng không? Hết nước ngon. Em ăn cái gâu. Gâu hả? Đù biết ăn quá ha. Mực ăn gâu. Em không biết ăn thiệt nè. Ăn gâu, con cá nó ăn mình, nó không ăn đầu. Cả nhà không biết cái này mình nha. Ôi. Để mình nhai cái mình nói. Mực này dai thiệt. Nó ngon quá cả nhà. Chứ sao thấm vị vô ngọt. Ngon. Ngon ngon. Quá hấp dẫn cả nhà ơi. Này cả nhà. Món của mấy anh em mình được nhiêu đó này cả nhà ơi. Ít chứ không nhiều cả nhà ơi. Thấy hai người anh với người em mình nó dùng mình thèm quá cả nhà ơi. Thôi vô ăn không được không? Để hai kêu ăn vô. Vô vô. Lâu lâu có mồi béo mà. Múc cá. Mình mời cả nhà miếng mực nha. Một cá mày ăn tao khỏi ăn. Ăn mực à. Bữa nay mình có xíu rồi. Sao tiền nó vui nhiều muốn kêu. Mời cả nhà nha. Có chung mà mình đi ra đồng hoài thấy cũng buồn quá nhờ. Lâu mình đổi phong thủy mình chạy ra chợ một bữa cả nhờ. Hôm ra anh em mà ra đồng giờ nó đóng phèn quá trời, dính phèn tùm lum tùm la chứ. Đâu biết nào hết đó không thấy. Tôm đi tí. Tôm mặn lắm. Tôm ơi. Ừ. Ghét con tôm. Không phải ăn tôm. Em phải ăn tôm loại hơn là tôm đang làm chỗ. Tôm loại ha. Tôm này nó mọc cây lâm trái ra ăn được. Mày còn có ăn con gì mà chỗ mày không ăn không? Không. Cá ăn chỗ mày ăn không? Mực này nướng nó thơm lắm cả nhà. Mày anh hai ăn tôm nè. Hôm nay mày ở nhà ăn tôm. Bị tao ngán lắm. Đưa tao tôm. Tao ngán tôm lắm. Ồ ngon. Ồ gạo. Nó ăn là con đó vậy nè. Ai hút thì mà. Thì dốt nó ăn mình cứ ăn như mấy anh mình. Tôi muốn ăn thật không? Để cho mấy anh mình ăn đâu có thật. Ăn mà ngày nào mới thật em ăn mấy cái gâu mà mình dốt mới ăn gì chứ. Mình ai nói mình ngu mình chịu thôi. Ở mực mẹ ăn gâu hơn hết ai út thì mà ơi tao mới ăn tao không tao mày rồi em nàng trời
thôi. Gói hả? Gói luôn. Giờ gói thì ngon rồi nha. Đây gói ngon à. Đây. Không? Không gói, gói đẹp không? Gói ăn làm gì vậy? Nè ở nhà không, mình gói đơn giản thôi, không có gì chân á. Đây. Gói. Chấm cái nè. Mà cả nhà ăn chung với anh em mình nha. Quá ngon. Nè nè. Nè cả nhà. Nó vàng nè cả nhà, nó vàng nè. Trước nó còn ở trong cả nhà nó rút vô, ngọt lắm. Ngọt, ngon quá. Mình nướng ra ngoài, nước nó ra nó không còn thấm. Ai út thì mà. Nó có nhiều nước nó chảy ra cái hộp lon cả nhà. Ừ. Nó chảy ra hộp lon rồi rút vô lại mà. Còn mình nướng nướng dĩa cả nhà, nướng dĩa nó nhiễu nước ra mấy nó không bằng cái này nó rút vô hết trơn luôn. Mình miếng nữa nha cả nhà. Mấy anh mình ăn học nhường cho em hết trơn hả? Anh mình thương em lắm. Nướng nướng mực kiểu này á cả nhà là bao nhiêu tinh tí của cái con mực này là nó nằm gọn trong này, nó không mắc cái gì luôn cả nhà. Ồ, quá hấp dẫn. Ồ. Ồ. Trời ơi, trời ơi. Buồn ghê luôn á. Hơi biết ngon. Quên giờ, quên giờ. Dữ tí. Gói. Gói, không gói nè. Mà cả nhà nha. Ngon lắm cả nhà. Ui, ăn vậy nè. Đó. Trời ơi. Dính con cái mép miệng mình luôn cả nhà. Thằng ngu hỏi gì mà không biết. Gai gai giống như mật, gai giống như vậy. Đó là không biết trả lời. Ngon quá, béo lử đó luôn. Thử hoài mà không có cả nhà. Tất cả nó gì nơi sản xuất quá. Mình mời cả nhà nha. Còn tơi tái tâm hồn. Mà cả nhà dùng mực chung với anh em mình, mực nướng chui. Ngon lắm cả nhà ơi. Bữa nào cả nhà làm thử ăn món này cả nhà. Rút vô ngọt chứ ngọt cả nhà. Cứ mà gia vị mình ớt thôi còn có còn cháu luôn. Ngon. Lần đầu mới ăn món mực nướng chui. Ghét lắm. Ghét con tôm. Mực nướng chỗ này là ăn ngon mấy kiểu cái kia. Con này là nó cũng bự lắm nè. Nó treo còn chí chiếu. Chí chiếu. Con nào nhỏ. 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 Con mấy anh em mà ăn được vậy. Mực bự. Nhìn là biết rồi. Nhìn ba người vậy là đủ biết rồi. Chi. Người ta nói heo mập nhà cặn ở nhà. Nhà nói giữa nhà heo ha. Nói lên rồi. Bỏ rồi, không đúc ngon chưa ăn nữa. Mà cả nhà ăn chung với anh em mình nha. Ăn gầu cả nhà, mình không biết ăn đặc ăn mà. Ôm cái lần ăn cái con mực luôn cả nhà. Ngộ quá, ôm cái lần mang cái con mực. Thôi mở hết cả nhà. Chưa ngộ quá. Ôm cái lần thấy cái mực cả nhà. Bắt trước đó. Rồi bắt trước chạy. Nó nói nghe cái tí không sao á. Mấy nó cắn cái gì á. Hết dĩa luôn à. Nghe mà đầu nó muốn đảo lộn luôn. Đầu đuôi muốn đảo lộn luôn. Quém vô. Đổ vô. Rồi tới một chuyện rồi. Ai út thì mà. Mà cả nhà cũng khó nè, mà cả nhà nha. Mình có kỹ cả nhà để ông anh mình ông ấy lắm cả nhà, ông lẹ tay lắm cả nhà. Rồi sao? Còn giống ớt là ăn giống ớt luôn. Ban tâm. Không đủ ăn cả nhà. Mình mời cả nhà miếng cho mà mực miếng chua nha cả nhà. Hai thằng nó còn mồi, mình ăn nhanh quá mình không biết cảm giác nó sao luôn cả nhà. Cái gần cả nhà mình đưa vô cái gần liền. Hết luôn cả nhà, ăn hết luôn cả nhà. Xem ngon. Vui không? Quét nè. Không phải mưa tới kìa. Hôm nay ba anh em nhiều chỉ có clip mực nướng chui gửi đến cả nhà thôi nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem clip của ba anh em mình. Nếu thấy hay thì đừng quên ấn một like, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho ba anh em mình nha cả nhà. Giờ thì ba anh em nhìn mình xin bye bye. Bye bye.